Vâng, chiếc xe trợ lực của hãng Panasonic, mini trợ lực của hãng Panasonic, chân chống khóa cổ có gam màu tím. Trong clip hàng về của ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022. Cách đây hôm nay là ngày mùng 9, cách đây 2 ngày. Vâng, chiếc xe này thì hôm nay được các bác khách có địa chỉ ở Hà Nội chốt đơn đây. Đây là nhà xe Như Mạnh chuyên vào cơ sở của Trung Lan để nhận hàng. Mỗi khi ở bên Trung An có đơn hàng ship cho những vị khách có địa chỉ ở Hà Nội thì nhà xe vào trực tiếp ở bên cơ sở để nhận hàng ship cho các bác. Anh ơi, xe này nó khóa cổ nhá, nên là khi mà chân trống xuống là nó khóa cổ đấy. Nên là anh muốn quay cổ đi hướng nào thì anh phải bỏ chân trống lên. Xong ví dụ anh mặt cổ bỏ chân trống lên bình thường, sao lại sợ đau thế? Vâng. Thế là ví dụ như anh muốn để cổ nó nghiêng sang bên nào thì lúc đấy anh hãng cho chân trống xuống. Còn bình thường thì cứ để cổ để nó thẳng, nếu mà chân trống nó đã xuống là nó khóa vào nhá. Đó, chiếc xe của bác khách có địa chỉ ở Hà Nội đã được nhà xe Như Mạnh vào bên cơ sở của Trung Lan nhận hàng đây rồi. Thì bác khách có địa chỉ Hà Nội sẽ được nhận hàng ngay vào buổi chiều ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 năm 2022. Trong chuyến hàng vừa rồi mà em đang có thông báo trên kênh là có 3 sản phẩm về đó. Một chiếc xe tay ga có hình thức rất là ngộ nghĩnh, vành 20. Và một chiếc xe trợ lực nam cũng có vành 20, tay thẳng. Và chiếc này là chiếc mini. Dòng xe này dòng xe nữ. Đây là cũng là dòng xe trợ lực nhé. Trợ lực là các bác có thể đạp và chỉnh cái tốc độ theo lực của mình. Và xe sẽ hỗ trợ lực, các bác đi sẽ nhẹ nhàng. Hát em gửi địa chỉ cho chị nhá. Ok, xe đã chuyển bánh rồi nhá. Em đang cũng quay một đoạn clip ngắn để thông báo trên kênh cho những vị khách hàng khác đang theo dõi kênh của Trung Lan có thể nắm bắt được thông tin và những hoạt động bên cửa hàng. Quý khách hàng đang theo dõi kênh của Trung Lan có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm về đồ âm thanh cũng giống như đồ dân dụng bên Trung Lan cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua một trong hai số điện thoại. Số thứ nhất là 0975724339. Số thứ hai là 0975858546. Thêm một số thứ ba là số 0362563951. Địa chỉ của Trung Lan thì ở đường Trần Bình Trọng, phố Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Còn những vị khách hàng ở xa thì Trung Lan vẫn ship hàng toàn quốc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn video clip tiếp theo ạ.